từng ngày bố hội tìa đầy ra đi, gần xa con cháu tụ về nơi quan âm tự vai kề thiết tâm. 49 ngày 98 năm kỷ niệm chan chứa mênh mang cõi lòng, bố đi để lại trong con tình thương sâu lắng nhớ ơn sinh thành. Ngày tuần cũng có những đêm mơ thấy bố vẫn thanh thanh dáng người, vui vẻ trìu mến nụ cười tình mộng mới biết xa rồi bố ơi. Từ khi mở mắt chào đời, sống trong hạnh phúc vọt vùi tháng năm, công cha nghĩa mẹ tình thương con chưa hiểu hết thâm ân sâu dày. Nhờ học Phật pháp mới hay, hiếu dưỡng không chỉ đời này mà thôi, cha mẹ nhiều kiếp nhiều đời, vào sinh ra tử luân hồi chẳng luân. Nay thỉnh thượng tọa quan âm cổng chư tôn đức lập đàn trang nghiêm, tụng kinh địa tạng chân thành lập nguyện y giáo phục hành noi gương. Tri ân pháp nhũ đạo tràng tự việt tứ chúng họ hàng gần xa, huynh đệ tỉ muội một nhà hết thảy bản lực dù là thân sơ. Tụng kinh niệm Phật thiết tha suốt trong 49 ngày qua hết lòng, xôi quả đổ cúng mâm cơm cúng dường từng thiệt tri ân chân thành. Tham gia bối rối cũng xin chân thật sám hối không quên lỗi lầm, những điều sơ sót vô tâm mong được tha thứ xót thương biệt tình. Nguyện cầu hết thảy hương linh siêu sinh cực lạc ân chiêm Phật đà, nguyện cho thế giới hài hòa sớm hết dịch bệnh nhà nhà an vui. Nam mô